có chuyện gì thế anh Lô? Hồng Xiêm đấy à? Anh chán quá. Anh vừa bị cụ Lý lừa mất 15 đồng em ạ. Sao anh lại có những 15 đồng? Mà tiền ấy sao lại đưa cho Lý trưởng? Chẳng là thế này. Anh nghe lỏm được việc làng, cụ Lý muốn tuyển thêm Trương Tuần. Thế là... Là anh gom hết tài sản nhà anh đi à? Không những gom hết tài sản mà anh còn vay thêm mọi người. Thôi, em hiểu rồi. Cụ Lý đã nhận tiền nhưng mà lại không giao cho anh cái chức Trương Tuần mà lại là người khác, đúng không? Đúng rồi, mất cả chi lẫn chài. Giờ anh biết lấy tiền đâu để trả nợ cho mọi người đây giờ? Trời ơi là rồi. Bây giờ anh cứ về đi, em sẽ lấy lại cho anh 15 đồng đấy. Hả? Em nói thật chứ? Em lấy lại kiểu gì? Anh thấy đấy, từ xưa đến giờ em có nói dối ai bao giờ đâu. Còn lấy kiểu gì thì em đã có cách, anh không cần phải lo. Được, anh tin em. Anh cảm ơn em trước nhá. Thằng Hầu, con có thấy nóng không con? Dạ bẩm cụ, này con cũng thấy nóng ạ. Mồ hôi trên áo, trên mặt con cũng túa ra đây ạ. Thế mình con thấy nóng thôi hả con? Con ta thì thế nào? Dạ cụ cũng nóng ạ. Quạt. Ta đùa với người đấy hả? Dạ bẩm cụ, cụ bảo con quạt thì con tưởng là quạt cho con. Ai là người trả tiền cho người? Dạ cụ. Vâng, con hiểu rồi ạ. Hiểu rồi thì con không quạt máu lên. Dạ, con quạt ngay ạ. Đấy, ngươi quạt một lúc mà mồ hôi của ta nó đã đi đâu hết rồi? Dạ, nó bay sang người của con đấy ạ. Lão, mồ hôi thì làm sao mà biết bay? Dạ bẩm cụ, mồ hôi của cụ chưa chắc đã bay được, nhưng 15 đồng của thằng Nô thì lại biết bay vào túi cụ, phải không ạ? Ai nói ngươi? Ai nói tiền của thằng Nô bay vào túi ta? Hả? Dạ, con chót ra ấy, con nói linh tinh, mong cụ lượng thứ ạ. Phải nói, đấy là tiền ứng tuyển, mà nó không hợp với Trương Tuần thì tiền ấy là lệ phí. Ai bảo nó cũng ham hố chức sắc cơ? Không phù hợp, mất tiền lệ phí là điều đương nhiên. Ta có lấy không của nó đồng nào đâu. Dạ vâng, cụ quả là anh minh ạ. Dạ bẩm cụ Lý, cụ có ở nhà không ạ? Ai như tiếng thằng Hồng Xiêm, có phải nó không? Dạ là đúng nó đấy cụ ạ. Người đi ra xem, nó sang đấy có việc gì? Nghe tên nó là đã thấy điều không lành rồi. Dạ vâng ạ. Hồng Xiêm, có chuyện gì mà cần gặp cụ Lý? Anh ạ, em muốn kiện nên em lên gặp cụ Lý để xin kiện ạ. Kiện á? Kiện thì lên quan mà kiện chứ, kiện cụ Lý làm gì? Anh cứ cho em vào gặp cụ đi ạ, việc này chỉ có cụ mới giúp được em thôi. Nhưng mà cụ Lý đang bận lắm. Em chỉ xin gặp vài phút thôi, anh cho em vào đi. Thì rồi, vào đi. Nghe nói người muốn gặp ta để kiện nè. Người kiện cái gì thế? Dạ con kiện cha con ạ. Hả? Người kiện cha ngươi á? Ngươi hết chuyện rồi hay sao mà hôm nay lại sang đây bày trò kiện cha ngươi thế? Dạ con kiện cha con vì cha con đã sinh ra con mà không chịu trả tiền công cho con ạ. Một chuyện như thế mà ngươi cũng kiện được à? Thật là hoang đường. Xưa nay làm gì có cái chuyện con đòi tiền cha vì đã sinh ra mình. Dạ bẩm cụ, các cụ xưa có câu sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Nên là con muốn thưa kiện cha con, bắt cha con phải trả tiền công cho con. Con năm nay đã hơn 10 tuổi, cha sinh ra con mà không trả công cho con một đồng nào. Chưa kể, cha con bắt con nấu cơm, gánh nước, chăn trâu, trông quán nước. Thế cơm nhà ngươi ăn, nước nhà ngươi uống,
quần áo rồi học hành ai lo? Thì cha con. Như thế thì ngươi kiện cha ngươi cái gì nữa? Không có cha ngươi, ngươi có được như thế này không? Việc nào ra việc ấy chứ ạ? À? Con là con vẫn cứ muốn kiện cha con. Con ở với cha con 10 năm mà cha con trả con có 15 đồng. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Như thế gọi là bất hiếu đấy. Con suy nghĩ kỹ rồi, con lớn rồi. Con kiện cha con xong, con muốn xin sang làm con của cụ ạ. À. Làm con của ta à? Ngươi nói năng thật là buồn cười. Con thông minh mà. Cụ nhận con, cụ chỉ được lợi thôi. Vừa lợi kinh tế, vừa lợi chữ nghĩa. Bẩm cụ, thằng này cũng rành lắm. Cụ nhận nó làm con nuôi. Cụ cũng có lợi trong việc giấy tờ, người làm công, chẳng mất đồng nào. Ngươi nói cũng phải, nhưng mà cũng phải cẩn thận. Như vậy, ngươi vẫn quyết định làm đơn kiện và muốn từ bỏ cha ngươi phải không? Vâng, con từ bỏ cha con để xin làm con của cụ. Con thấy con khổ quá rồi. Được, ta đồng ý và nhận ngươi làm con của ta. Ngươi thông minh nên là ta mới nhận đấy. Con xin đa tạ cha nuôi. Nhưng mà cha ơi, làm sao? Con làm con của cha thì cha cũng phải cho con 15 đồng chứ. Tại sao ta phải cho ngươi 15 đồng trong khi ngươi chưa giúp gì cho ta cả? Đến cha đẻ của con nghèo như thế mà trước khi đuổi con đi còn cho con 15 đồng. Cha nuôi giàu như thế này mà lại kiết hơn cả cha đẻ con. Nếu cha không nhận, con sang làm con nuôi nhà phú ông ạ. Ôi, cụ cho nó đi. Sau này nó còn mang về cho nhà mình nhiều gấp đôi gấp ba ấy chứ. Mày cũng khá cụ ạ. Ngươi nói cũng phải. Thôi được rồi, ta đồng ý cho nhà ngươi 15 đồng. Mặc dù ngươi cũng chưa làm được gì cho ta cả. Con cảm ơn cụ ạ. Con xin phép con về. Này này, đi đâu đấy? Nhà đây cơ mà. Con nhận được tiền rồi, con về thôi. Ngươi trêu ta đấy à? Anh nuôi, em lấy được tiền của anh rồi này. Hóa ra là ngươi lừa ta à? Hầu đâu, trói nó lại cho ta. Khoan, bẩm cụ Lý, tiền của anh Nô đưa cho cụ để mua chức trương tuần, nhưng cụ lại có ý chiếm đoạt. Cụ có muốn việc này lên trên quan huyện, cụ lại khổ hơn không? Ngươi đa tạ cụ, con xin phép cụ con về ạ. Cảm ơn cha nuôi, con lại về với cha đẻ ạ. Ở với cha đẻ dù nghèo nhưng vẫn hạnh phúc. Ngu chưa? Bằng nay tuổi rồi còn bị thằng danh con nó lừa. Giời ạ! À.